Chào mừng quay trở lại với Game Restation. Hãy đến với tin tức nóng hổi ngày hôm nay. CEO của Telegram, Pavel Durov, vừa lên tiếng sau 12 ngày sau khi bị bắt ở Pháp. Vụ việc này vừa gây chấn động giới crypto và đây là những gì ông ấy đã chia sẻ. Trong tuyên bố dài 600 từ, Durov thừa nhận rằng với số lượng người dùng đột ngột tăng lên 950 triệu, Telegram đã gặp phải khó khăn trong việc kiểm soát nội dung, tạo điều kiện cho tội phạm mang lợi dụng nền tảng này. Chính quyền Pháp cáo buộc Durov không kiểm soát được các hoạt động phạm tội trên Telegram, bao gồm cả phát tán nội dung lạm dụng trẻ em. Nhưng Durov khẳng định ông không có gì để che giấu và việc bị bắt là hoàn toàn sai lầm. Ông ấy còn nhấn mạnh rằng, nếu một quốc gia không hài lòng với dịch vụ Internet, điều họ nên làm là khôi kiện dịch vụ đó, chứ không phải CEO, buộc tội cá nhân người điều hành là một cách tiếp cận sai lầm. Durov cũng cam kết sẽ cải thiện khả năng quản lý nền tảng và đây là mục tiêu cá nhân của ông trong thời gian tới. Liệu Telegram có trở nên an toàn hơn? Hãy theo dõi Game 3 Station để cập nhật những diễn biến tiếp theo nhé!